xin chào mọi người chào mọi người đã quay trở lại với video hướng dẫn của mình ngày hôm nay và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mọi người đỡ bị uh, bạn bè người thân làm phiền bằng cái cách là tác nêu bật và người theo dõi ở trên facebook nhé thì mọi người sẽ truy cập vào phần cài đặt ở trên điện thoại thì cũng sẽ tương tự thôi mọi người truy cập vào phần cài đặt này sau đó mọi người lựa chọn đến phần thông báo này Đấy, và mọi người lựa chọn là phần thẻ đây. ở đây phần thẻ này thì mọi người có thể là tắt cái lượt nhắc đến hàng loạt này đi đấy này tắt lượt nhắc đến hàng loạt này đi, ở đây thì mình đã tắt rồi, mọi người chưa tắt thì mọi người tắt đi, sau đó lưu lại là được nhá, đấy rất là đơn giản thôi để tránh bị làm phiền trong cái quá trình mà online ở trên Facebook thì bị tác người theo dõi và nêu bật nó sẽ gây cái khó chịu cho bản thân mình mình cũng rất là ít thậm chí là không sử dụng cái tính năng nêu bật và tắt người theo dõi thì đây là cái cách để mọi người có thể tắt nó đi đỡ bị cảm giác ức chế nhé ok hẹn mọi người ở những video hướng dẫn tiếp theo của mình đừng quên bấm vào nút chuông bấm vào nút đăng ký kênh để nhận những cái thông báo khi mà mình ra video mới nhất nhé tạm biệt